Hay lắm, cho chị xin hớp nước. Vậy cắn mỗi miếng thôi. Tưởng không cay cơ, nhìn thấy không có ớt nhưng mà cay không tưởng luôn. Ôi, đúng là bạn này cầm ớt, em cay quá. Giấc mơ chỉ là... Sao? Em đang làm chị cố gắng. Wow. Ở đây, ảo tưởng gì? Bây giờ nhá, mẹ thì đi làm không được đi chơi, nên chị cũng phải ở nhà tưởng tượng ra mình đang ở ngoài biển, được ăn mực, ăn hải sản, ngắm gió biển. Ui, mùi biển thơm quá. Có giấc mơ đây. Oh, giấc mơ của chị thành hiện thực luôn á. Trời ơi, đây đúng là mực này. Em biết cái này cay nhưng em muốn cho chị có cái gì ngoài nhà không? Trời ơi, chị biết em thích ăn bánh mà chị đã chuẩn bị bánh rồi. Vậy là bây giờ chị em mình cũng như kiểu đang đi biển ấy. À, chúng mình đang lên rừng đấy chứ đúng không? Không lên rừng vậy, lên rừng ăn mực nó mới khác người đúng không? Ra biển ăn mực quá bình thường. Thấy chị biết em thích ăn mà. Ôi, nhưng mà ngồi ở đây ăn thì chán lắm. Bây giờ muốn là giống như là chúng mình đi du lịch thật đấy, hai chị em mình sẽ đi ra cánh rừng đằng kia được không? Xong hai chị em mình vừa đi vừa ăn coi như chúng ta đang đi dọc bãi biển. Được. Nước. Ôi, sao tí cay còn cuống chứ. Ôi, giống đi biển không? Em ấy, vào đây không gió biển nào đèn lắm ấy. Nước nhỏ. Wow, cái mực này ngon lắm ấy. Ta phải ăn thôi. Em ăn xoài ngon không? Được. Trời ơi, nguyên cả một bộ luôn này. Sao mà nó thơm thế? Nó không thể nào mà không ăn được đấy. Trời ơi, mực ngon. Thế thì giấc mơ của chị đã thành hiện thực chưa? Ừ, thành hiện thực rồi. Bây giờ thành ra chúng ta vừa đi ăn vừa đi... Cho che cho em nhá, cho đỡ nắng. Đúng rồi, chúng mình phải ăn mực. Ôi, đây là cái dâu này, em nhìn nào. Ôi, em có nghe thấy tiếng sóng biển nó đánh không? Ngon quá. Đúng rồi, chúng ta đang đi dạo trên biển luôn đấy nhỉ. Ôi, mát thế. Em ơi, nay chúng mình ra cái ghế đằng này, chúng mình là nằm ở cái cây này, dừa để là sát biển lắm ấy nhá. Ôi, nhưng mà chỗ này cả to luôn rồi. Đúng rồi, trời ơi, cái hộp to. Đấy, em thấy không? Như là hoa hoa trên biển luôn. Ngồi biển này, dựa vào nhau này, nghe tiếng sóng vỗ và ăn mực khô. Trời ơi, chị đang ở trên biển đúng không em? Chúng mình đang trên biển đây. Trời ơi, chị lại nhìn thấy cái một cái mực khô nữa. Thơm quá. Cái mực này khô rồi, cay em ơi. Cay lắm, cho chị xin hớp nước. Vậy cắn mỗi miếng thôi. Tưởng không cay cơ, nhìn thấy không có ớt nhưng mà cay không tưởng luôn. Thấy bạn này cầm ớt chưa? Ôi, đúng là bạn này cầm ớt. Em cay quá. Em ăn cái đấy ngọt đúng không? Mực cầm ớt. Cũng là như đi biển nhỉ. Ngon thật đấy. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình.